cái trò. Rồi mệt rồi đó. Ủa đàn chim bay về tổ rồi rồi ta. Ủa bay nhanh nữa. Bay nhanh hả? Thank you.
hình đi anh. Đi vô lại qua hướng đi cho thấy mặt trời lặn. Ông đang có chụp không? Hết nắng rồi kìa, em phải đang đẹp để sợ luôn á. Ờ, của em để gần nó không mất đâu chị ơi. Của em ăn hay đó. Ờ, nè. Ờ, của Trang nắng tới giống như sâu miết luôn đó anh Phúc. Nè, em không bị mất anh nè. Bạch flash mà. Tí cho uống liệu có say không hề? Anh à, cho ghi uống có say không? Say của ông chạy. Không say đâu. Đáng ngửi mùi anh thơm. Anh làm nữa, anh ngồi nói chậm, anh ngồi nữa, anh làm anh ngồi. Cái bàn ấy để thì cũng được nhưng mà cái vải thật khó. Chắc là chỉ để được mấy đồ này chị, mấy cái đồ kiểu như là bàn to. Bàn này to nhưng mà cấp được kỹ cũng gọn. Anh đem chém bát luôn đó hả? Ta mua 4 ổ sợ thiếu đó, chập chấm me. Tại vì ở nhà có 5 ổ mà quen chán. Rồi, 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 con gà để mình nướng kiểu chi ta? Để mình nướng đi. Mình nướng kiểu chi vậy? Nướng hết. Để cây, đóng 2 cây đó. À, để xiên, xiên gà nướng quá à. Đóng 2 cây chặt 3 vô rồi bỏ đi nướng. Quay vậy kìa. Đang nướng đi kiếm cây tươi à? Ừ, rồi đổ chặt kìa, đóng cây tươi ngoài á. Rồi xong cái bóp cái kiếm bỏ rồi. Đi đang gặp trên gà. Rồi mấy cái quật cái cây nữa, sợ ứng dính thang. Ăn sống được không gà? Hả? Ăn sống được à? Nó là xương á mà chị. Bà có đồ bà chơi không? Bà không có gì chơi. À, để chặt hai cây rác gà lên đó hả? Dạ. Nó đang ăn xương. Bài động một đồ của bá nhảy dựng hết rồi em. Vừa nãy đang, vừa nãy tưởng không ăn em đang định vắt đi cầm đến mẹ cầm thì chạy lại không dành. Anh có được đâu mà cố. Nó là miếng xương là đầu cơ nghiệp đó. Lợi muốn giam hai cây đâu, bắt ngang qua cái đầu mình luôn vậy. Không, phía sau đây nè, ý là nằm phía sau đây nè. Đâu, phía sau qua đây đúng không? Lỡ vừa sáng cửa lèo, vừa sáng mà ngồi. Dây tới không đâu? Đứng đây làm ăn. Ông một dây cho ông kia rồi, một dây cho tới nè. Thôi quá, không thấy người. Em móc qua rồi kia mình chịu đâu hả? Chặt chứ đi. Chặt rồi mà cây nó mềm lắm, sốt sốt hẳn á. Xoay 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 nó chặt một phút. Kiếm nhiều đất mềm mềm. Cho xoay nó bị một mục ăn ăn vừa trong.
cây được. Gì hắn cây trồng được, cây trồng gì? Được cây bên kia cứng trồng được kìa, kia lỡ trồng được hả, lỡ trồng được thì tầm bên cây nhôm bên cây nó được, cây nhôm ra đi cây nhôm rồi cây như thế à. Này bỏ này này là cái ngăn to nhất đây. Ghi ơi đâu rồi ghi? Đúng rồi đó. Thứ hai cây luôn á. Cái này đâu ta? Không, đây đâu, không, cái này của Lợi đóng rồi nè. Đâu ủi nó đóng trừ cầm cây dài khó đóng, đóng cái ngắn nè, rồi mình vặn lấy vặn. Trừ đây được, hắn cũng ngắn nè, vặn được nè. Đây vừa đóng. Đây mua đó. Vặn vặn nó vô này. Thôi chứ. Đóng xuống. Rồi, quéo quéo. Đây cũng hơi chặt chặt rồi nhưng mà không được sâu chứ. Má nó đã. Có chắc không? Nguyên một con gà. Để dầu nước lên được không? Dầu nước lấy cây cho cũng đợi cây. Móc sạch không nữa, còn cái chưa sạch nữa. Đang thử thôi mà. Thấp đi. Lát nữa sẽ lửa lên nữa. Chiên mấy nắng. Mở hết mì vô. Nóng quá mày. Tìm hiểu luôn. Nóng quá. Để em hết này, để em đây đi, để em đói đi. Ăn về bước trắng nha, bên trong bước trắng. Ui, tôi xong rồi. Cài mắt đổ xong cái tắt rồi qua đây nấu. Rồi. Tiền được, hoàn tiền được. Tỷ không tiền mấy à? Trước 21 em mới ấy, trước 21 năm mới 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 hiện tiền. Còn hồi giờ em hủy vẫn hoàn tiền. Mày bay kìa. Mà người không được mặc, người không được xuống mà phải mặc cái đồ bơi mới được xuống tắm cùng với nó. Nó không phải tắm mà là nhiều con nó không có chủ nó không đi á. Là mình mặc xuống là mình phải có cái đồ bảo hộ chứ mình không được để nguyên đồ trần hoặc là mặc áo bơi của mình xuống. Nó hồ bơi nhỏ nhỏ. Là nó không cho. Hồ bơi con nít. Ừ. Gặp không à. Không mua chỉ thịt cười và thịt cháo lục ngồi bên cạnh ăn. Nó sẽ em xem có mấy clip của bên Hàn Quốc kìa, nó nuôi một con chó, một con mèo đó. Xong rồi nó làm thành một trang riêng á. Đây, cái này ngồi ra này. Mà cho nó gặp. Đây. Lỡ cái con nước không đang trên đi. Nước trên đấy à? Em chụp bằng camera thường, trang chỉnh và
rồi bé Toka, những màu mà chị hay dùng nè, A6 nè, C7 nè, C6 nè, C6 C7. Nói chung à tay chưa tơ á, bấm vô là không có đổi màu á. Ờ bấm vô mấy cái nớ xong rồi mình kéo nữa, kéo sáng tối rồi độ bóng rồi nó phải kéo mấy cái nớ nữa. Nhưng mà những cái màu nó là màu đẹp thì ghi ra ghi. Chắc rồi, chắc rồi. Ghi sướng à, ghi theo kìa. Thôi cái chân. Ở chân ôi ba ngoạm cho miếng giờ. Ngồi tôi thui thấy gì đâu mà. Thôi, bà đi theo kìa. Trong con này cũng không tâm hết như cho ta. Cho ta là không tâm dẫn con quá. Mà em đang bảo rằng cái phim hồi nãy có thấy cái thật là trời, khác gì chôn nhau đâu. Hết giấy luôn rồi, khác gì hai bên chôn nhau, một bên Anh, một bên Mỹ đâu. Ngon chưa? Kiểu như vui thôi mà không có chính trị. Em chẳng biết, không biết có bị dính gì không mà. Á gì thì em quên rồi. V-S-R-O Ốc nó có gì sơ bất quật đúng không? Chứ không phải là mua. Chị thấy tóc em đẹp thôi. À. Che mặt là đẹp. Đúng rồi, che mặt quá đáng. Đúng rồi. Che mặt đâu tôi đẹp. Nóng quá à, chờ đi. Không nóng bao lại. Chín rồi kìa, không kìa, nhìn cái chín. Chín rồi. Gặp lấy lại gặm cánh cha. Ai xin chi thôi, ai ai ấy gì nữa. Không ai chín luôn. Chị cũng được. Còn ghi công nhận tấm này đẹp mà bị dính cái dép cho tao mô giờ cắt đi à, không ấy là chính dép chân hả à. Ok hắn cũng được con nhìn cái mặt chiến này hay là đi gà ta hay là cá gà này giống gà công nghiệp rất tiếc là ta tim mèo ta tim mèo ta tim mèo mà con chọc chó người ta như lòng ngon tim mèo mới đi chọc chó chứ không nước cũng xịn ghê thì đâu bị cháy rồi mình kiếm đều là không mũi tẹt rồi không kiếm xịn ghê á không tẹt. Không bị cháy ấy mà gì đó gì đó mà chín à chín à không bị cháy da mà coi chín. Clip của bọn nước ngoài nướng nướng đó. Ngon chưa oh my god ngon này nãy mà để ít lâu răm lại cái xé bỏ của thầu nổ khô thì chúng ta không không khô đâu nướng thì miếng không khô được con gà nước đâu chảy ra ngoài được đâu mà thấy nước mỡ tại nhẹ nó băng lên. Đây măng đen cũng có gà nướng đúng không? Ừ, măng đen gà nướng. Hồ này. Nướng bán hai bị hè bán giải dài luôn. Có đồng hồ á. Khi mà chạy măng đen chơi. Đó em vừa nói đó, cái bữa mua chạy măng đen mọi người ok. Nhưng mà bay ra tên cũng phải gần Tết á. Gần Tết luôn à. Gần Tết rồi hoa nở đẹp lắm. Mưa. Gần Tết lại đâu đi được. Có hoa đào á. Lỡ hả? Thì đó. Tết có bầu mình đi. Tính về đó. Sợ lúc nó có bầu rồi. À đã em Tết còn mấy tháng rồi. Nhưng mà mùa này thì lại đang mưa đúng không? Ừ, mà không có chi đẹp đúng không? Mưa lại nước lạnh. Mưa đi cái đường nó không. Đợt mình đi cũng mưa đó kìa, bão đó kìa. Lỡ phút đi là bão luôn, phải sợ. Tự nhiên đâm đầu vào bão vậy. Em cũng đang bảo anh chị anh đi chơi nhiều đó, định mà mời em bé. Anh nướng chuối hả? Nướng thành chuối đen rồi. Nướng rồi đấy, vừa nướng xong. Rồi lấy cái bộ lòng đó áp trọng. Quay qua lại xí gà, chưa thấy cái tờ xé gà này. Wow. Cứ rậy đi đấy, thôi nó cắt mà sợ chứ. Ủa, cái trái chuối đi đâu được? Dạ, lấy vào đây rồi. Trái cái đít rồi. Dạ. Tự rớt qua luôn lưỡi rồi chứ. Dạ, không có cái mỡ rồi luôn. Mỡ cũng chảy hết trơn rồi. Bình thường cái chị Hạnh thì em anh. Nó chảy mỡ rồi, thịt nó da nó cánh cũng mềm. Cứ để đó em cãi. Dạ, da ngon. Cái này như còn sống nè. Chắc nướng lại cho nó. Để em sạc á. Gặm một cái đuôi đi ngon. Ừ. Nè ăn cánh đi, ăn thịt cái nè. Để tí ông, em cho ông đi ông xé em. Để đây gặm á. Ngon. Chấm muối nè. Chuối nướng lên nó ra hột á. Đi ra. Chứ hột. Chứ tiêu. Như hơi bị nhiều á. Trái hồi nãy anh đâu có chuối đó hột đâu. Xui thôi. Trái thì nướng lên cái hột không luôn.
Anh ơi nhé, nghiên cứu khoa học đi. Gà không khô nữa. Không. Nhà nướng... chỉ nhà chỉ có ba em đi chợ. Nướng lâu nó bị khô, nướng nhanh là nó không khô. Cay quá hả? Anh. Ừ, tuyệt vời. Cái này còn xương không mà. Xương này cho nhưng mà nó còn màu đỏ. Thì mình bỏ vô mình xào chung miếng nhỏ nhỏ. Mình mấy miếng thịt nó răng mất đây anh. Bị ấy hả? Không phải, anh Phúc. Còn đỏ đỏ này. Bỏ vô luôn. Áp cháo được. Lát áp cháo mấy miếng đi. Cái chập áp như trước còn kia bỏ vô xào. Gà này. Xào. Có ăn mấy kim chi không? Mình nóng vội quá. Ăn kim chi không? Hay là cho mấy miếng này cho ghi luôn. Thôi kỹ, mình cứ ăn cứ ăn. Mình ghi ghi khó. Bà mà cân chó kìa đó. Cưỡng nhỉ? Ghi được ghi cái ghi nhỉ? Nè, gặm đi. Con sẽ thì chèm cơ. Lấy anh cái gặm tay, đậu tay cho nè. Răng mà cho mọi người thấy nè. Cầm gặm mới ngon nhé. Cầm nào nó cũng phải dơ tay thôi. Lấy nó lên cầm củi. Ngon từ thịt ngọt từ đường. Tắt giùm nó nha. Đó, anh cầm anh giỡn giỡn đó thì nó chơi đó. À, lượm rồi rồi đưa qua kia. Đưa qua kia nào. Rồi tấm à. Xuống bơi đi. Đi. Xuống bơi này. Xuống bơi rồi. Xuống bơi đi. Xuống bơi đi. Hiểu kìa. Đây không? Xuống bơi này. Lúc luôn. Thằng tiên cá. Sắp nằm luôn kìa. Nhất, không uống. Uống vào mặt ăn không đấy. Anh uống cà phê không? Em đổ ra chế không? Uống. Đổ ra nấu luôn nè.
cái hôm trời nắng nhanh nguội á. Hôm qua cái mua bình lít rưỡi mà không dừng mua luôn. Ờ. Em mãi không mua nữa luôn. Làm từ từ mua thấy dừng rồi. Thực hiện cái hạch bưng lều ra thả đi xong chứ. Bưng bưng hùng này chứ, đúng anh bưng được không? Đó. Đường cao qua đây. Thank you.
cá rồi hết đó mẹ. Ngay ở đây nó ráng ra hình vuông luôn nè. Cháy chết tống tay luôn.